Định hỏi là nó có thể bay khi không có đuôi hay không chứ gì? Vâng. Tôi nghĩ là chiếc máy bay này vẫn có khả năng bay như vậy và tiếp tục nhiệm vụ chiến đấu. Ngay kể cả không có đuôi thì chiếc máy bay không chỉ có thể bay, nó vẫn có thể chiến đấu. Nếu đó là một khu vực trọng yếu như cánh quạt bị bắn trúng, thường thì cũng không có hậu quả lớn nào xảy ra. Cách đây không lâu thì một viên đạn 7,62 ly bắn trúng cánh quạt trực thăng. Viên phi công chỉ phát hiện ra lỗ thủng này trong lúc kiểm tra sau chuyến bay. Vậy là phi công thậm chí còn không biết được rằng cánh quạt máy bay đã bị hỏng hóc. Và điều đó đồng nghĩa với việc nó không gây ra ảnh hưởng nhiều gì lắm đến khí động hay tính năng bay. Độ bền bỉ của cánh quạt được giải thích là vì trên thực tế, chúng được chế tạo từ vật liệu composite.